Thơ và chương trình điểm phim và nhân vật điện ảnh trong tuần của Sài Gòn TV xin chào quý vị và các bạn. Để mở đầu như thường lệ, anh Thơ xin được giới thiệu đến quý vị những bộ phim mới đang được trình chiếu trong tuần này. Bộ phim đầu tiên có tựa là The Water Diviner, còn có một tên khác là The Last Hope, thân thơ xin tạm dịch là Hy vọng Cuối Cùng, là tựa của một bộ phim tâm lý chiến tranh dựa trên một sự kiện có thật, tác phẩm đầu tay của đạo diễn kiêm diễn viên nổi tiếng Russell Crowe. Lấy bối cảnh năm 1919 sau đệ nhất thế chiến kết thúc, Russell Crowe thủ vai Joshua Connor, một nông dân người Úc, một người có khả năng kỳ lạ là có thể kiếm được nguồn nước, tiếng Anh gọi là Water Diviner. Trở về nhà sau một thời gian dài vắng mặt trong chuyến đi đào tìm giếng nước, Connor mới được vợ cho biết là ba người con trai của họ đã nhập ngũ để tham gia trận chiến tại bán đảo Gallipoli ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đã 5 năm qua mà vẫn chưa thấy trở về. Mọi người đều cho rằng con trai họ đã tử trận. Vợ Connor vì quá đau buồn nên đã tự vẫn và ông đã thề hứa với hương hồn vợ rằng ông sẽ tìm xác ba người con để đem về chôn cất bên cạnh người mẹ của họ. Your guidebook is out of date. I didn't come here to sightsee. I'm on my way to Gallipoli. There's nothing there but ghosts. Connor sau đó thực hiện một hành trình đi đến Thổ Nhĩ Kỳ để tìm con. Đến nơi, ông nghỉ chân tại một khách sạn và gặp gỡ chủ nhân là một phụ nữ quá chồng xinh đẹp tên Ashi. Vai này do Olga Kurylenko đóng. Và ông cũng kết bạn với người con trai nhỏ của Ashi. Sau đó, Connor đã nhờ đến sự giúp đỡ của Ashi để có thể đi đến tận bán đảo Gallipoli. You walk off your farm, you turn up in this place of horrors, and for what? My sons were all killed in one day. I can find them. Maybe we could help him. You know what the chance to find his boys are. He's the only father who came looking. They're right here. We found your sons, Edward and Henry. How on God's earth did you know they'd be there? If you haven't found Arthur yet. Sau khi phát hiện dự định chôn xác tập thể của lực lượng Liên quân Úc Châu và New Zealand và từ những tiết lộ của vị sĩ quan người Thổ Nhĩ Kỳ từng đứng bên kia chiến tuyến, Connor sau cùng đã tìm ra manh mối của các con của mình, cũng như biết được một trong ba người con có thể vẫn còn sống sót sau khi bị bắt làm tù binh. This is your son. He did not die here. He was taken prisoner. So he's alive? I don't know. But you have hope. Hope's a necessity where I come from. It's not safe. You can't stay. Connor một lần nữa dấn thân vào cuộc phiêu lưu thứ hai và phải vượt qua nhiều thử thách cam go nguy hiểm. Để cứu thoát người con duy nhất còn sống sót, đối diện với sự thật dù có lắm đau thương, để ông có thể tìm lại sự bình an trong tâm hồn và có thể làm yên lòng người vợ ở nơi chín suối. This is not your world. Go home, Mr. Connor. It was my job to steer my boys to manhood. And I failed them. I measure a man by how much he loves his children, not by what the world has done to them. Come on. Alive. I know he is. Thưa quý vị, Water Diviner mang một cốt truyện vô cùng cảm động và là một siêu phẩm được các nhà điểm phim sánh ngang với nhiều tác phẩm khác như là Gladiator hay Beautiful Mind của Russell Crowe. Trong quá khứ, Russell Crowe đã từng đạo diễn một số phim tài liệu cũng như phim ngắn. Ông cũng đã làm việc với những đạo diễn có tên tuổi như là Darren Aronofsky, Paul Haggis, Ron Howard, Ridley Scott và Peter Weir. Cho nên Russell Crowe có đã quá nhiều kinh nghiệm dàn dựng kịch bản cho tác phẩm đầu tay của mình. Phim The Water Diviner dài 1 tiếng 51 phút và được MPAA xếp loại R. I measure a man by how much he loves his children, not by what the world has done to them. If you do find your son, what will you say to him? The
The Forger, xin tạm dịch là kẻ trộm tranh, là một bộ phim bi kịch tội phạm có sự tham gia của nam tài tử John Travolta trong vai chính, cùng với các diễn viên như là Christopher Plummer, Abigail Spencer, Jennifer L. và Ty Sheridan. You tell me the truth. How did you get out? 9 months to go and what you call Keegan? I'm getting you out of jam, you're getting me out of one. Nội dung xoay quanh Raymond Carter do John Travolta thủ diễn. Carter là một kẻ trộm chuyên nghiệp tầm cỡ quốc tế, dù chỉ còn 10 tháng nữa sẽ mãn hạn tù. Nhưng sau khi nghe tin con trai của anh được chẩn đoán ung thư não, không thể giải phẫu, anh đã phải cầu cứu đến một tổ chức tội phạm của thế giới ngầm để giúp đỡ đưa anh ra khỏi tù sớm. Để trả lại món nợ này, Raymond phải buộc thực hiện một vụ trộm vô cùng nguy hiểm và khó khăn. So far, your boy has violated his parole like 5 counts now. Can I drop you off somewhere? Drop me? I got things to do. Và đó là Raymond phải làm giả bức tranh của Claude Monet để thế vào bức tranh gốc đang được treo tại Viện Bảo tàng Museum of Modern Art ở Boston, mà không ai có thể nhận ra sự khác biệt. I need your help, Pop. It's what a person does for you that counts. What can I do? Raymond liền lên kế hoạch và cầu cứu sự hỗ trợ của cha và con trai của mình. Hai vai này do Christopher Plummer và Ty Sheridan thủ diễn. Cùng nhau họ đã thực hiện một âm mưu trộm tranh có 102. Thưa quý vị, ở tuổi 60, John Travolta vẫn còn sức lôi cuốn trong một vai hành động trong phim The Forger. Phim The Forger dài 1 tiếng 32 phút và được MPAA xếp loại R. It's a stupid plan. What makes you think you can pull it off? The Age of Adeline, Hương Thơ xin tạm dịch là Người đàn bà không tuổi, là từ có một bộ phim lãng mạn mang yếu tố giả tưởng của đạo diễn Lee Toland Trigger, kịch bản do Jamie Goodloe và Salvador Bakowicz phụ trách. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên tên tuổi như là Blake Lively, Harrison Ford, Katie Baker, Ellen Burstyn và nam diễn viên người Hà Lan Michiel Guzman. Adeline Marie Bowman was born on January 1st, 1908. Many years later, she would begin a family of her own. On a cold winter night in 1935, Adeline's life would change forever. Trong phim Blake Lively thủ vai Adeline Bowman, một phụ nữ chào đời vào đầu thế kỷ 20. Một tai nạn giao thông bất ngờ đã khiến cho quá trình lão hóa của Adeline ngừng lại. Cô trở thành bất tử với một sắc đẹp vĩnh cửu ở tuổi 29, mãi mãi không già đi một cách kỳ lạ. Henceforth be immune to the ravages of time. She will never age another day. I'd like to ask you a few questions, Miss Bowman. The next time we see each other, I'll have a new identity. I'll always be your mother, and I'll always be my daughter. Happy birthday, Mama. You look exactly like this old friend of mine. We were very close. Don't you miss having someone to love? Adeline quyết định sống cuộc đời đơn độc, không gần gũi bất kỳ ai trong suốt hơn một thế kỷ, với mục đích giấu kín bí mật của đời mình. I'm Alice. Pleasure to meet you. I'll just wait with you. Thank you, but I'll manage. Wait! How do we get in touch? Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ với Alex John, một chàng trai trẻ đã khơi dậy niềm đam mê, tình yêu và sự lãng mạn ở bên trong người đàn bà hơn 100 tuổi, có vẻ ngoài của một cô gái chỉ hơn 20 tuổi mà thôi. You've lived, but you've never had a life. I don't know how. Tell me something I can hold on to forever and never let go. Một chàng trai đã làm thay đổi số phận của Adeline mãi mãi. I've been running for so long. Adeline! I don't know how to stop. When I read this script, I
couldn't put it down. I read it so quickly, and it read almost like... Blake Lively được biết không phải là lựa chọn đầu tiên cho vai diễn Adeline, mà đáng lẽ đã trao cho Kathleen Hegel. Nhưng cô đã từ chối vì đang tạm quyết định nghỉ đóng phim dành thời gian cho gia đình. Kế đến là Natalie Portman, nhưng sau cô lại bỏ vai vì vướng vào một dự án khác. Blake Lively là lựa chọn sau cùng của đạo diễn Lee Tollenkrieger và Adeline là vai chính đầu tiên của cô trong phim điện ảnh. The Age of Adeline dài 1 tiếng 50 phút và được MPAA xếp loại PG-13. All these years, you've lived, but you've never had a life. I don't know how. I think that an audience will enjoy being transported into a world that excites your imagination and opens your heart. Little Boy là một bộ phim tình cảm chiến tranh của đạo diễn Alejandro Gomez Monteverdi và đồng viết kịch bản với Pepe Portillo. Phim có sự tham gia của Jacob Savatti, Tom Wilkinson, Kevin James, Emily Watson, Ted Levine và Ben Chaplin. Do you believe we can do this? Yes, I believe we can do this! Let's go, partner. Do you believe you can do this? Yes, I believe I can do this! Pepper! Pepper! It's time to go to bed. Come on, we're in the middle of a great story. I'm not a midget. Lấy bối cảnh Thế chiến thứ hai, nội dung phim xoay quanh một cậu bé rất nhỏ con và tình cha con thắm thiết của cậu với người bố mà cậu xem như thần tượng. Hai cha con đã chia sẻ những giây phút chơi đùa bên nhau thật hạnh phúc và ông đã mang lại cho cậu niềm tin mạnh mẽ là cậu có thể làm được bất cứ điều gì nếu quyết tâm. You're going to war. Yes. Why can't we stay together? I don't want you to go. Nhưng khi Pepper được 7 tuổi, hai cha con họ phải xa lìa nhau vì cha cậu phải lên đường nhập ngũ. Get out. The store doesn't serve jabs. There he is. Have at him. I am searching for the chosen one. You. Trong một lần đi xem ảo thuật, cậu nhóc Pepper đã phát hiện mình có khả năng di chuyển đồ vật. Do you believe you can do this? I believe I can move it. Now you have the power. It's up to you to achieve the impossible. Is my husband dead or alive? We don't know, ma'am. If we have faith the size of a mustard seed, we can move a mountain. I need to end the war. Your part won't work if you have even the slightest bit of hatred in you. What are you doing around my house? I want to hang out. Thế là cậu bé sẵn sàng làm bất cứ điều gì để kết thúc chiến tranh và đưa người cha thân yêu của mình trở lại về nhà. Nothing's more powerful than the will to face one's fear and to act. Câu chuyện cảm động và mang đậm tính nhân văn và tình cha con tuyệt vời sẽ mang nhiều cảm xúc cho người xem. Phim dài 1 tiếng 46 phút và được MPAA xếp loại PG-13. You want to move a mountain? There's one. Go ahead. Move it. Was that an earthquake? It's a miracle. It's up to you to achieve the impossible. It takes courage to believe. Your father would be more than proud of you. Đến đây, Hương Thơ xin mời quý vị theo dõi vài thông tin thương mại đã bảo trợ cho đài. Sau đó, Hương Thơ sẽ trở lại với phần điện ảnh Á Châu.